Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Có một số món ăn không thể thiếu được cái gia vị nêm màu cho nó đẹp, đó là dầu màu điều. Hôm nay Diệu Huệ chia sẻ cách thắng dầu màu điều. Mến chào cô chú anh chị em. Ở đây Diệu Huệ có một ký lô cái hộp màu điều hay điều màu gì cũng vậy, với lại chai dầu ăn. Bây giờ mình đi thắng thôi. Mình thắng bằng cái nồi ha. Và các bạn muốn thắng ít hay thắng nhiều tùy sở thích. Diệu Huệ mua một ký nhưng mà mình thắng ít thôi. Rồi cái này khoảng xị dầu. Để khử cái mùi hắc của dầu thì mình cần bỏ vô đây ít cái lát hành. Rồi mình cho màu điều vô đây, mình giảm lửa lại ha các bạn, đừng có lớn lửa quá. Và mình đậy nắp ha. Một xị dầu thì mình thắng chừng 200g dầu màu điều thôi, đã được rồi đó. Mình thắng trong vòng, rồi nãy giờ đường phút rồi mình tắt bếp ha. Và cái dầu màu điều cũng được một phút rồi, mình nhấc xuống cho cái rây vào đây để mình lược ha. Cái này là dầu màu điều vừa phải luôn nè. Mình chiên khét quá thì ăn không tốt cho sức khỏe. Mình chiên sơ thì nó chưa ra hết màu, cỡ như thế này là được rồi. Và đây Diệu Huệ có một tô dầu màu điều đẹp tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ các món ăn chay cũng như là cái cách mà làm các cái gia vị nêm á hay, thì tặng cho Diệu Huệ like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo các video mới tiếp theo. Đón xem nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây ha. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn thắng cái dầu màu điều này thành công hơn Diệu Huệ luôn nha. Mến chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ha.